Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái thiết bị mới, gọi là một cái thiết bị bắt muỗi dùng bóng LED và một cái quạt để bóng LED để thu hút muỗi và dùng cái quạt để bắt muỗi vô trong cái lồng. Thiết bị này rất là nhỏ gọn và rất là cấu tạo rất đơn giản. Thì phần trên của nó sẽ có ba cái băng LED, ở bên trong nó sẽ có một cái quạt giống cái quạt hút gió của máy vi tính, bên dưới là một cái rổ để đựng muỗi. Đây là bên trong của nó, khi muỗi sẽ bị hút vào đây. Sau này mình sẽ thử coi review coi bắt được bao nhiêu con, mình sẽ để 2-3 ngày thử coi. Mình cắm thử điện. Đã có đèn đã sáng và cái quạt cũng đã quay. Rồi bây giờ mình sẽ mở thử bên trong xem cấu tạo của nó như thế nào nhé. Cấu tạo hết sức đơn giản, đó là chỉ có một cái mạch điện và bên dưới này là ba cái bóng đèn LED này, ở bên dưới này là một cái lồng và một cái quạt giống như cái quạt tản nhiệt của máy tính này. Hết sức đơn giản. Rồi mình vặn lại. Rồi bây giờ mình sẽ tìm chỗ rồi cắm cái này, cái đèn này vào, rồi sau đó mình sẽ để theo dõi 1-2 ngày coi có kết quả gì không, rồi sẽ báo lại các bạn chờ xem kết quả nha. Xin cảm ơn các bạn.